giống như là trường học của Nhật. Mình sẽ đi du học. Mình đang chạy vào một con đường rất là đẹp để đi lên Yoko Onsen. Yoko Onsen là gì? Chút xíu nữa Quang sẽ nói cho các bạn biết. Nhưng mà trước tiên chúng ta hãy ngắm cảnh một cái view. Sông nước hữu tình, ở bên này là núi, ở bên này là núi, và núi được bọc cây xanh rất là đẹp. Và ở trong đây chắc là có nhiều oxy lắm. Ủa? Phía trước là cái gì nè Ngân? Lâu đài. Hả? Lâu đài. Mà cái này có phải là chỗ mình đến luôn không? Chắc là vậy. Wow. Chỗ mình đến là đây luôn hả ta? Nhìn đẹp nè. Thảo nào đặt vô trong cái vị trí quá đẹp. 200m nữa, rẽ trái. 200m nữa rẽ trái. Khu vực này động ghê luôn nè. Để chúng ta đảo một vòng xem sao. Em quay cho anh nha. Quay đây anh nè. Cái này giống như là trường học của Nhật. Mình sẽ đi du học. Rẽ trái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên trái. Wow, ngay trong núi luôn. Thì giới thiệu với các bạn, ở đây là Yoko Onsen. Yoko Onsen Quang Hạnh là nơi chúng ta sẽ thư giãn và tắm nước khoáng nóng. Và chúng ta đang chở một cái vị khách VIP của chúng ta vô tới tận sảnh luôn đây. Rồi. Đâu khách VIP đâu? Khách VIP tháo khẩu trang, tháo gì ra chứ? Vô đi em. Ủa thì đây, cắt xe đi rồi vô. Nhưng mà bên kia các xe nắng nè, em thấy không? Anh làm lịch rồi em. À, chu đáo cho em vậy chứ. Đây là cảnh quan ở phía trước của Yoko Onsen. Rồi, phía sau là núi chập trùng yên ắng. Và nhìn với một cái số lượng xe như thế này thì Quang tin chắc rằng hôm nay là một ngày tuyệt vời đối với Quang. Tại vì khách càng vắng thì Quang sẽ càng thích. Và hôm nay là ngày thứ 3, cho nên là với cái mật độ vắng như thế này thì Quang sẽ hưởng trọn được cái cảm giác và có nhiều cảnh quay rất là đẹp tại đây. Còn những ngày thường á, thứ bảy chủ nhật thì các bạn ơi, chúng ta phải đặt vé trước cả 2-3 tuần á, chứ không phải giỡn đâu. Đây là Yoko Onsen, chúng ta đi vô sảnh xem sao nha. À Ngân ơi, rồi em giới thiệu dịch vụ cho anh nha. Đây, đây là cái quầy sảnh của chúng ta là như thế này. Mình sẽ có những hạng vé như thế nào vậy em? Bên em sẽ có hai hạng vé, thứ nhất là 500.000 và thứ hai là 500.000. Anh có coi rồi, coi cái 500.000 nha. Anh chưa đặt vé à? Gì có đặt rồi. Anh đặt cho anh mượn mạng code được không? Không, anh chưa có booking nha, chỉ mới chat với lại mấy bạn ở trên web thôi. Anh chờ em một chút nhé. Ừ, cảm ơn em. À. Nói nhiều lên nha anh. Quay video gì thấy ngán quá. Bạn thấy nè, thấy một cái view trời. Ở đây có tiếng ve, rồi gió trời lầm lầm. Mà động quá, bên này một hướng, bên này một hướng, chắc là sợ quay ở đây thì đồ bạn còn vào trong khu vực tắm này sẽ không được. Thôi, khỏi quay đi. Đi chơi cho nó vui. Đến bây giờ là 4 giờ chiều sau khi tắm xong. Trời ơi, nó sướng gần chết. Các bạn biết không, là nếu mà tới 4 giờ chiều thì tính ra là Quang ở trong đó khoảng 2 tiếng rưỡi. Ở trong đó 2 tiếng rưỡi là gồm có những gì mà tại sao không quay ra đây tắm xong rồi mới ra đây quay thì nó kỳ cục. Tại vì trong đó là người ta không có cho mang camera vô. Tức là mình phải cất ở trong tủ, tại vì trong đó là tắm rồi, đông người đó là vấn đề tế nhị lịch sự phòng tắm mà, ai mang điện thoại vô đâu phải hồ bơi đâu đúng không? Thì chút xíu nữa về tới khách sạn Quang sẽ kể chi tiết cho các bạn nghe cảm giác như thế nào, rồi chúng ta nhìn lại quang cảnh một vòng nữa ở đây nha. Wow, cảm giác tắm xong á là các bạn phải biết rằng cực kỳ tuyệt vời, mà giống như là mình được cái người mình nó nhẹ lắm, mà cái da mình giống như là đi được đi spa, nó sạch và nó sung sướng lắm. Chút xíu kể cho. Bạn chưa lần nào thu âm,
bạn muốn thu âm lắm nhưng sợ mình hát không hay. Nhiều khi bạn nghĩ, khi nào có nhiều thời gian sẽ đi thu thử, để có dịp nào đã. Nhưng thời gian sẽ qua nhanh lắm. Tuy niềm đam mê ca hát vẫn còn đó, nhưng mỗi thời điểm trong cuộc đời, bạn sở hữu những chất giọng khác nhau, hãy lưu lại ngay bây giờ. Như ca sĩ Đan Trường, anh ấy đến phòng thu Kill Studio thu bài hát để tặng cho con mình ngày thôi nôi. Anh Đàm Vĩnh Hưng cũng là khách quen của phòng thu Kill Studio. Họ là chuyên nghiệp. Còn bạn, không biết hát thì sao? Chỉ cần bạn không bị cà lăm hay nói ngọng thì Kill Studio sẽ thu cực hay cho bạn. Vì ở đây có dàn máy thu âm hiện đại và thân thiện. Micro thì thở thôi cũng thấy hay. Các kỹ thuật viên thu âm cho bạn rất hiền lành và vui tính, sẽ hướng dẫn bạn hát thoải mái lắm. À, nếu bạn hát còn dở, Kill Studio có công nghệ phẫu thuật giọng hát bằng tay, nghe tự nhiên như ca sĩ. Khi nghe hay rồi, bạn sẽ còn thích quay luôn video, chia sẻ cho bạn bè xem nữa. Bạn đã sẵn sàng chưa? Đặt lịch thu âm theo đường link bên dưới nhé. Kill Studio, ai cũng hát hay.